15 điều kiêng cữ sau sinh mẹ cần lưu ý. 1. Mẹ nhất định phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng. 2. Mẹ nên cho con đi càng sớm càng tốt. 3. Trong tháng, ba thẻ không nên làm việc nặng nhọc hoặc không giặt quần áo bằng tay, vì như vậy sau này vẫn đang nổi nhiều rất xấu. 4. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ, không kiêng tắm, nhưng phải tắm và gội đầu nhanh, lau khô ngay. 5. Vệ sinh răng miệng, rửa mặt bằng nước ấm. 6. Trong thời gian này, nên để người khác tắm cho con, nếu không mẹ sẽ dễ bị đau lưng, chân tay nhức mỏi. 7. Không leo cầu thang nhiều, không mang vác vật nặng dễ bị sa tử cung. 8. Không khóc, không xem TV, điện thoại nhiều, để cho mắt nghỉ ngơi, nếu không mắt sẽ lão hóa sớm. 9. Mẹ không kiêng thèm quá mức, tuy nhiên, không ăn đồ quá mặn, đồ ăn sống, đồ chua, không ăn đồ đánh sớm, tránh thức ăn gây dị ứng, không ăn đá lạnh. 10. Trong thời gian nội cữ không được ra ngoài hóng gió, tránh nhiễm lạnh, mẹ nên mặc quần áo dài và đi tất chân. 11. Mẹ không nên tự ý sử dụng thuốc. 12. Kiêng chuyện vợ chồng một thời gian, để cho tử cung hồi phục. 13. Không nín đi vệ sinh, nếu không mẹ sẽ bị nhiễm trùng đường tiết niệu. 14. Sau sinh mẹ không nên ghen bụng quá sớm, vì có thể khiến sản dịch bí ứ, dạ con khó co bóp. 15. Mẹ hãy giữ tinh thần thoải mái, lúc con ngủ hãy tranh thủ ngủ để nhanh phục hồi sức khỏe và cơ thể tiết đủ sữa cho con ăn.